Hello, xin chào tất cả quý vị và quý bạn. Buổi trưa hôm nay Timmy sẽ giới thiệu đến quý vị và quý bạn một chiếc vàng của hãng Little Sound của công ty Phượng Hoàng Philip các bác nhé. Thì những cái vàng nhái và những cái hàng vàng kém chất lượng ở thị trường rất nhiều, nên bên Timmy đã chính thức nhập những cái dòng vàng chính hãng của công ty mấy năm nay rồi. Bán hàng thì rất ổn định, tiếng rất hay. Đấy, đi nắp cho những nhà hàng nước là rất thích những cái dòng vàng này. Nó là dòng vàng cơ này số các bác nha. Thì các bác mua dòng vàng này thì không phải lăn tăn vì hàng nhái nữa, bảo hàng chính hãng 1 năm. Đó, đây em quay ngoại thất. Đây những đầu vào BGM AUX cộng da bằng hoa sen, đây cộng súp đó, mic 1, mic 2, MRML center, súp surround. Đó, đây là cộng quang. Thì những cái vang này là tí mình quay review gió bắt rồi, nhưng mà hôm lâu lâu thì cũng phải lên video các bác biết. Đây là những cái tem của công ty này. Đó, công ty có phần điện tử Phượng Hoàng các bác nhé. Đấy, địa chỉ tại này, Dương Nội, Hà Nội này, điện thoại kỹ thuật này. Đấy, thì những cái vang cơ liền cả số này cực kỳ dễ chỉnh các bác nhé. Nó có một cái màn hình LCD ở trên đây, nó hiển thị hết. Các bác mà thích chỉnh effect vọng nhại, bấm effect đây thì nó hiện lên đây là delay, beat, reverb tùy mình chỉnh. Đấy, mic đây thì nó có 7 giải EQ, bác chỉnh bass test của mic. Đấy, và đây input đầu vào, nó bắt bluetooth này, BGM, AUX này. Đấy, còn đây là set này. Đấy, đây Moze gọi này. Đấy, đây music chỉnh nhạc này, nó cũng bận 7 cần equalizer để chỉnh mic. À, chỉnh nhạc thì các bác chỉnh nhạc bấm đây. 7 cần bass test chung. Đấy. Còn đây là bác chỉnh xong rồi tự máy nó lưu nha, không phải lưu gì. Chỉnh xong là tự máy lưu luôn. Khi nào mà muốn tăng effect thì bác chỉ tăng lên này thôi. Thích giảm giảm đi thôi. Đây là to nhỏ mic này, to nhỏ nhạc này. Đấy, đây là to nhỏ effect này, vọng nhại này. Đấy, nó cực kỳ dễ chỉnh luôn. Đây là những cái hướng dẫn của Castro của vang. Trời, những cái vang này giá rất hợp lý các bạn, và chính hãng luôn. Nhưng các bạn đừng đi mua những cái vang ngoài thị trường, bây giờ còn rất nhiều vang nhái. Đây là đĩa cài phần mềm vào máy tính. Và đây là một chiếc điều khiển. Bình thường như là cái này lưu 3 cấu hình, bác lưu 3 cấu hình. Echo, reverb, reverb của Echo, lưu đồ vào, mute cắt tiếng. Đó, tăng lượng âm lượng mic này, to nhỏ này, nhạc này, effect này. Đấy, còn đây là thang đồ di pha này, thứ này, đây là tông nam tông nữ mình thoát mình chọn này. Thì những cái vang này hiện là bên Tiến Vy đang bán ra cho các bác giá 3 triệu một chiếc các nhé, bao ship toàn quốc, bao ship toàn quốc 3 triệu nhé, hàng của công ty chính hãng luôn. Đấy, đây các bác này, tem công ty này. Chứ các bác không cần đi lăn tăn đi mua những cái vang nhiều, những cái vang lách thị trường nó bán hơn triệu này, hơn 2 triệu không có này, rất nhiều cái hàng nhái. Đấy, đặc biệt là các bác đi mua cái hàng công ty ấy, hơn 2 triệu là chính hãng, độ bền cao, chất lượng âm thanh cực tốt luôn, nó sẽ không bị khô, không bị méo tiếng, chống ú cực tốt luôn. Bình thường những cái vang cơ lách các bác đi mua về bác hát á, bác để ý em là khi nào alo mà bỏ cái FPX của nó ra để chống ú á thì nó rất thoáng, nhưng khi ấn vào cái là tiếng của mình nó bị bí đi và bị méo tiếng đi, nó bị méo nhá, méo sạch tiếng luôn. Đấy, tại vì các bác là đi mua là vang là một thử và để ý. Đấy, còn cái hàng vang xịn của công ty thì là nó là hàng đẳng cấp rồi các bác, không một chê được cái gì nữa. Bảo thành thì nó cao hơn 100.000, nhưng mà người ta bảo hành chính xác mình 1 năm. Còn mua hàng kia về ù è ra loa rồi thì là đôi khi nó lại điều khiển thức ăn hay đâu nọ kia rất nhiều. Đấy, và nhìn vào phím thì nó thích rồi, từ cái phím bấm luôn cực kỳ xịn sò luôn, quay nhưng tách luôn các bạn. Đó, thì cái vang này thì mình bán cách đây được 3 năm rồi. Lúc cuối năm ngoái là vang này bị cháy không có vang thôi nhé, bây giờ mới đầu năm là mới có đấy, còn cuối năm ngoái không có đâu. Thì hàng thì năm ngoái bán hết rồi, năm nay là mới có hàng thì công ty vừa mang xuống cho tính đi. Đây là hộp bên ngoài các bác nhé. Đây là hộp bên ngoài.
vang này của nó model là FX9MK cộng nhá. Đấy. Vừa mang đây hôm qua xưa cho cái mini. Thì muốn review luôn các bác. Đây này. Mã sản phẩm là FX9MK cộng thôi nhá. Đấy. Điện vào là 220. Tần số đáp ứng là 50-60Hz. Còn đây là cái cổng kết nối để mình kết nối với máy tính laptop để cài phần mềm mà chỉnh. Đó. Báo thanh là 2.8 triệu. Bác nào có nhu cầu sử dụng vang cơ liền số này thì liên hệ với tín mini theo số điện thoại là 0948 388 448, xin nhắc là 0948 388 448. Tín mini ở Thổ Giang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bác nhé. Vâng, các bạn thấy video hay nhớ cho tín mini một like, bấm đăng ký kênh, chia sẻ cho tín mini để nhận được những video tiếp theo. Vâng, ở đây xin chào tất cả quý vị và các bạn.